Chúng ta đang có mặt tại vườn vải Thanh Hà của hộ chú Chắn, địa chỉ ở Tư Thâm, Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Giang. Thời gian qua chú Chắn có sử dụng sản phẩm Casia 250EC để phòng trừ một số bệnh hại ở trên cây vải Thanh Hà. Sau thời gian sử dụng thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chú Chắn đánh giá cái hiệu quả của thuốc đối với cả một số cái bệnh như là rỉ sắt, mắt cua và tràm quả ở trên cây vải Thanh Hà. Vâng, chào chú ạ. Vâng, thời gian qua thì chú đã sử dụng mấy lần cái sản phẩm Casia của bên cháu để phòng trừ cái bệnh hại ở trên cái vải Thanh Hà nhà mình ạ? Nói chung như thế này. Trước kia ấy, tôi cũng chưa biết cái sản phẩm Casia này là gì cả. Vâng. Dạ. Đấy, thế thì cách đây 3 năm thì tôi mới tìm hiểu ra là nhà thuốc Long Dung ở địa chỉ Đồng Cốc, Lục Ngạn. Vâng. Đấy, có bán thuốc Casia này. Tôi thì cái Dung chủ cửa hàng ấy có bảo là mang về dùng thử, hiệu quả tốt lắm. Vâng. Thì tôi có mang về dùng thử. Vâng. 3 năm nay rồi, và tôi rất sạch bệnh. Vâng. Rất đẹp. Tôi đã dùng thử 3 năm nay. Vâng. Đấy, riêng bệnh rỉ sắt, mắt cua các thứ đều là không có. Vâng. Thế nhưng ta phải dùng vào thời điểm nào? Vâng. Đấy, ít nhất phải dùng vào 4 giai đoạn. Vâng. Thế đấy, là giai đoạn đầu tiên chú bắt đầu sử dụng cái sản phẩm Casia này là từ lúc quả nó đang ở giai đoạn nào ạ? Đang ở giai đoạn là thành quả. Thành quả, đã, thành quả non, đầu tiên, quả đầu to tiên. Bằng bằng ngón tay là bắt đầu đã dùng. Không, quả bằng hạt đỗ. Hạt đỗ đã sử dụng. Vâng. Thế là cái liều lượng ở cái giai đoạn đấy là chú dùng một chai này cho bao nhiêu lít nước ạ? Liều lượng một chai này chú dùng cho 200 đến 220 lít. Vâng, đấy tức là giai đoạn này. Quả non là mình sẽ dùng cho tầm 200 đến 220 lít đúng không ạ? Ừ, đấy. Vâng. Thế là quả nó lớn hơn một tí nữa thì là mình sẽ dùng cái liều lượng như thế nào ạ? Quả nó lớn hơn, nếu mà thời tiết đẹp thì vẫn dùng như thế. À vâng. Còn nếu thời tiết nó khắc nghiệt hơn thì sẽ dùng lên đến 250. Vâng. 250 lít. Vâng, 250 đấy. Lít thì vẫn là đạt hiệu quả rất là cao đúng không ạ? Đấy. Vâng. Thế còn nếu như giai đoạn mà quả giai đoạn thứ 3 dùng ấy, vâng, có thể là mình dùng đến 270. Vâng. Nhưng dạ, đến giai đoạn mà quả chuẩn bị thu trắng quả rồi. Trắng quả rồi. Bắt đầu vào mã vâng, rồi. Dạ. Mà mình dùng lần thứ 4 thì phải chỉ dùng đến 300 lít, phải vâng, dùng đến 300 lít. Dùng 300 lít. Vâng. 300 lít. Nhưng vâng, nó vẫn hiệu quả. Vẫn hiệu quả rất là cao đúng không ạ? Vẫn hiệu quả rất là cao. Vâng. Hiệu quả hơn. Vâng. Đấy, ngay như vườn nhà tôi nhé. Nếu tìm gì sát mắt cua gần như không có. Vâng. Đấy. Còn giá vải thì như hôm nay thì vâng, nói thật là tôi chỉ bán đến được có 37 thôi. Vâng. Thế là so với cả những cái vườn khác là người ta chỉ được khoảng độ tầm 28-30 thôi không ạ? Nhưng mà vườn nhà mình thì đã được lên giá 37 rồi. Vải lên mã màu rất là đẹp và không bị bệnh rỉ sắt, mắt cua hay là thối quả gì cả. Cái giá thành của sản phẩm Casia với cả cái hiệu quả vượt trội của sản phẩm như thế này thì chú đã chấp nhận được chưa ạ? Không, nói chung là nếu mà cái giá thành của Casia một chai thuốc bệnh mà nó rơi vào tầm mấy tiền thì cũng là bình thường. Vâng. Bởi vì là tính ra chai thì nó quá đắt. Vâng. Thế nhưng mà nếu dùng hiệu quả thì nó lại là bình thường. Vâng, tại vì nó đấy, mang lại cái hiệu quả rất là cao đúng không? Cái hiệu quả rất là cao. Vâng. Đấy. Bởi vì không phải là một cây. Vâng. Một cây nó sạch, mà của tôi là cả vườn luôn. Cả vườn nó sạch luôn. Cả vườn luôn. Vâng. Đấy. Mà thay mặt cả công ty là cháu cảm ơn chú đã tin dùng cái sản phẩm Casia 250EC có nhãn hiệu là Ông Bảy Tua của công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Yeah. Vâng. Chúc chú và gia đình nhà thật nhiều sức khỏe ạ. Xin cảm ơn.